Dạ em xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng bonsai cây kiểng trên cả nước ha quý cô chú. Hôm nay thì kênh có quay trở lại với chỗ của bạn Hằng, chia sẻ đến quý cô chú chị các bạn mở số mai cây lớn thành phẩm cho phòng khách rồi ha quý cô chú ha. Có nhiều giống lắm nha cô chú, thọ hương, rồng bay, cúc bi. Mấy cây này là ghép mấy cây đế đẹp phong lớn thích hợp cho cô chú anh chị mình về nhân lấy bo số lượng lớn cũng như là nhân giống ha quý cô chú anh chị. Cây thì có nụ bo hoa, có mặt hoa luôn ha quý cô chú nha. Cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn ủng hộ bạn Hằng, ủng hộ kênh. Kính chúc cô chú anh chị các bạn cuối tuần thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình. Cô chú anh chị yêu thích nghĩ cái nào liên hệ trực tiếp với chỗ bạn Hằng giúp kênh ha quý cô chú anh chị ha. Rồi em xin phép vô clip luôn nha. Rồi anh xin chào em Hằng ơi. Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước. Hôm nay em tiếp tục lên một lô có ba giống ha cô chú anh chị, có cúc rồng bay, cúc bi với cúc họ hương luôn. Mong cô chú anh chị xem clip ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0939099607 đó cũng là số kết bạn Zalo của em luôn. Không anh cho mượn nè, xem núp núp không vậy? Dạ. Em vô cây mã số đầu tiên là mã số 1 ha cô chú anh chị. Dạ, mã số 1. Là cây cúc rồng bay. Dạ. Cần đổi nón không? Đổi nón đi. Đổi nón lá lên đi em. Dạ rồi. Dạ rồi, đầu tiên clip là mã số 1 mà cây cúc rồng bay. Phơm tàn quá chừng nha cô chú anh chị, về mình vô dây lại là cây sẽ đẹp nha. Cô chú anh chị nào mua mấy cây này á, thì về mình lặt lá chia bông thôi cô chú anh chị, rồi mình coi tàn lại ha. Cho nó đâm ra lá mới tại. Cô chú anh chị, đế 24 giờ đế cũ cộng đế, đế rất là lực điều đế lắm nha. Cái lô này thì hôm Tết em chưa có lặt lá cô chú anh chị cho nên nó già lá nó vàng thôi ha, chứ cây thì không có bị gì hết ha. Lá già và bo rất là nhiều bo ha, cây này cây cúc rồng bay nha cô chú anh chị. Cúc rồng bay bông đẹp cũng như cúc bi vậy đó ha. Bo ghép trên đỉnh đọt nha cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số nha bà chủ. Dạ, hoành là 33. Trời, cũ luôn nha. Tổng đế cũ là 84. Dạ, chiều cao là 140. Tán ngang là 112. Cái phôi này là phôi tàn đa đế cũ nha cô chú anh chị ha. Mã số 1 mình giao lưu nhiêu em? Dạ, cây mã số 1 cúc rồng bay em báo giá là 5.200.000. Dạ, em bao ship cho cô chú anh chị luôn ạ. Mã số 1 nha cô chú anh chị ha. 5.200.000. Siêu nụ siêu bo còn đầy đủ nha cô chú anh chị. Dạ rồi em đổi luôn nha. Dạ, mã số 2. Mã số 2 à, là cây cúc bi ha cô chú anh chị. Cúc bi nha cô chú anh chị ha. Đang có mặt bông luôn á. Cúc bi bông đẹp lắm cô chú anh chị. Bông này nó bị phơi nắng nha cô chú anh chị. Trời, cho cô chú anh chị coi nụ đi. Nguyên cái lô này thì hôm Tết giờ em chưa có gãy lá ha. Về mình lặt lá, mình chơi bông mình con tàn lại cho ra lá mới ha cô chú anh chị. Này cô chú anh chị nha, bông này mới nở nè. Đó, bông chùm, nụ thì tròn đẹp nha cô chú anh chị nha. Cúc bi ha. Này về cô chú anh chị gỡ dây ra nha cô chú nha. Để bạn Hằng bà không bạn gỡ. Cái này đế khá lắm nha cô chú anh chị. Đế đẹp cô chú anh chị. Cũng cũ đế luôn ha. Còn nằm dưới nha cô chú. Rồi cho xin thông số luôn. Dạ hoành là 27. Dạ chiều cao là 118. Dạ tán ngang là 83. Cây mã số 2 cúc bi em báo giá là 3.700.000. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn. 3.700.000 nha cô chú anh chị. Một cây thân lắc. Tàn này cũng già mùa lắm nha cô chú anh chị. Cúc bi này thì bo nó lâu lớn nha. À cây này có trái luôn. Rồi đổi cây nha. Quên cho cô chú anh chị coi cái phôi cái. Cái phôi thân lắc nha cô chú anh chị. Đấy đẹp ha. Dạ mã số 3 cũng là cây cúc bi luôn cô chú anh chị ơi. Cúc bi nụ tròn như bi, nụ tròn trùng trục giống bà chủ luôn á. Đây cô chú anh chị nha. Nụ quá trời. Bông chùm này ha cô chú anh chị, một nụ này nó khoảng 5 bông ha. Đế thì rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đế như một con thú luôn á.
khá là lớn nha cô chú ha. Nhìn nụ nó riêng luôn. Rồi anh xin thông số luôn. Cái mã số 3 không? Dạ. Mã số 3. Cái hoành là 28. Tổng bộ đế là 94. Dạ, chiều cao là 110. Tán ngang là 105. Dạ, mã số 3 cúc bi em báo giá là 4.700.000. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn ạ. Cái mã số 3 ha. Tàn này về cô chú anh chị mình coi lại mình dưỡng là Tết nên nay là tàn rất là ấm ha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào thích lấy bo nhân giống thì khoảng vài trăm bo ha. Nước lá thôi còn nguyên hết quý cô chú. Rồi em đổi nha. Chụp em ha. Dạ mã số 4. Mã số 4 là cúc họ Hương ghép mai tàn ha cô chú anh chị ơi. Xương rất là dày ha. Cái này đều tàn đẹp lắm luôn cô chú anh chị ơi. Hoặc là cô chú anh chị con nhẹ để dưỡng cho đều tàn phải ha. Cái này khỏi cần xả lá ha cô chú anh chị. Cái này bó ghép còn tơ ha, mình ghép được vài tháng nha. Ghép phun tàn thông nha. Xương rất là dày luôn. Dày tươi luôn cô chú anh chị. Cái này là Tết nay là siêu đẳng cấp về độ bông vừa độ tàn ha. Rất là dày. Bo thì bao la ha quý cô chú anh chị. Hoành là 18. Dạ. Dạ chiều cao là 125. Dạ tán ngang là 95. Dạ cây mã số 4 cúc họ Hương ghép mai tàn này em báo giá là 2.800.000. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn. 2.800 nha quý cô chú nha. Cây tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào thích chơi tàn, thích đang cần bo thì chọn cây này em thấy khá là hợp lý ha. Vô nước bo hết rồi. Dạ mã số 5. Dạ mã số 5 là cây cúc gồng bay ha cô chú dạ, anh chị. Tàn đều đẹp, đế cũ tròn nha quý cô chú anh chị. Dạ xương rất là đẹp luôn. Cái này bo cũng khá là già bo hết cô chú anh chị nha. Tết nay là chơi ok luôn á, cũ tròn vo luôn ha. Một cây gắn trực tàn đa đế cũ ghép cúc trồng bay nha quý cô chú anh chị. Nụ tròn cũng như cúc bi vậy ha, mà khác lá xíu. Dạ hoành em đó đây là 29. Tổng bộ đế là 83. Dạ chiều cao là 114. Tán ngang là 118. Dạ cây mã số 5 cúc gồng bay em báo giá là 4.200.000. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn ạ. Dạ 4.2 nha cô chú anh chị nha. Mã số Số 5. Rồi thì mã số Số 6. Đây cúc lá gai nha cô chú anh chị nha. Cúc lá gai bông đẹp lắm ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào chưa biết bông cúc lá gai thì các bạn Zalo gửi mọc bông qua cho mình xem ha. Cây này em ghép nha quý cô chú anh chị nha. Cây này em ghép hơn 2 mùa cô chú anh chị. Mắt ghép nó liền hết rồi ha. Này em mới con lặt lá con tàn đồ lại ha. Cái này nó đâm ra lá mới nè. Đế. Rồi ghép 4 bo nha cô chú anh chị. Cái củ đế này ha. Củ đế rất là đẹp luôn. Rồi cây này thì nó bị lũa nhưng mà nó cuốn mép nha cô chú anh chị nha. Không có sao hết luôn. Rồi. Đế đẹp đúng không cô chú anh chị. Em đâu vị trí này là 27 nha. Dạ quanh 27. Dạ tổng bộ đế là 82. Dạ. Chiều cao 69. Tán ngang là 105. Dạ. Rồi cái cúc lá gai này giao lưu như em ạ. Dạ mã số 6 cúc lá gai em báo giá là 3.100.000. Dạ, em bao ship cho cô chú anh chị luôn. 3.1 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ rồi mã số mã số 7 à. Số 7 mai đại lộc. Mai đại lộc cô chú anh chị. Mẹ bồng con nha. Đó. Cái này thì em con tàn, em lặt lá em con tàn lại ha cô chú anh chị. Mẫu tử nha quý cô chú anh chị. Có nụ chuẩn nè cô chú anh chị xem giùm em nha. Đây đang nụ chuẩn. Này chuẩn bông cô chú anh chị.
thì nhiều khi nó có đốc là chuyện bình thường hết cô chú anh chị nha. Nếu mình bao hết 100% không được ha, một cây khoảng 20% đốc là cây nó rất là chuẩn nha cô chú. Để nó mang hai trạng thái gen nha, cho nên là lúc nào nó cũng có thể hiện hết trơn á, thể hiện gen lặn chẳng là bông bị đốc năm cánh ha. Còn nếu mà nó không có đốc là không phải đại lộc nha cô chú anh chị. Đại lộc nó phải hai trạng thái bông ha. Rồi anh xin thông số nha. Tổng hoành đế là 44. Chiều cao là 82. Tán ngang là 67. Dạ em đâu hoành vị trí này là 31. Hoành bự 31. Dạ rồi cây mã số 7 em báo giá là 2.400.000, em bao ship cho cô chú anh chị luôn. 2.400.000 cho cô chú anh chị, cây rất là tốt ha. Rồi đó cho mình. Dạ rồi mã số 8 ạ. À, cúc thọ hương nha cô chú anh chị, một cây dáng trực lắc khó đế đẹp lắm nha. Đế cũng khá đế nha cô chú anh chị nha. Đế nó khoanh tròn cuộn luôn ha. Cây này thì cô chú anh chị mình dưỡng là Tết này chơi được nha. Nhớ bấm đọt thường xuyên nha quý cô chú anh chị. Cúc thọ hương nó mạnh nha, nó hay vượt đọt lắm. Mình bấm thường xuyên để cho khoảng 3-4 thách lá mình bấm cho nó đẻ nhánh ha. Như cái này là mình nên bấm ha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Chậu hoành là 22. Quá trời cỏ rồi. Rồi cái chừng có lụm nhãn, lụm nhẫn, lụm vàng trong đó. Tổng bộ đế là 89. Dạ chiều cao là 90. Tán ngang là 81. Dạ mã số 8 em cúc họ hương em báo giá là 1.900.000, em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Cô chú. Rồi. Số mấy vậy ta? Số 9 ạ. Số 9. Mã số 9. Cái mã đại lộc dán lông nha cô chú anh chị. Đại lộc dán lông cô chú anh chị. Cây này em cũng con tàn đồ lại hết rồi ha. Mấy cây này cô chú anh chị mua thì em tháo chậu quấn bầu đóng kiện gỗ gửi cho cô chú anh chị ha. Em không có ship chậu được ạ. Cô chú anh chị mình được qua mùa ha, bằng ngón tay cái của em cho lên hết rồi. Mình đã con tàn sau Tết rồi ha cô chú, trước Tết luôn. Rồi anh thêm thông số luôn. Dạ hoành là 23. Chiều cao là 85. Đã đọc dán bay nha cô chú anh chị. Tán ngang là 68. Dạ mã số 9 em báo giá là 2.500.000. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn. 2.500.000 nha cô chú, mã số 9. Rồi. Rồi, mã số 10. Cúc họ hương đế cũ cô chú anh chị nha. Đó cây bonsai lùng lực đế cũ cô chú anh chị. Lá này là nó già lá rồi ha cô chú anh chị. Chứ không phải là cây nó bị gì nha. Hôm Tết giờ là em chưa có lạc lá cái nào hết trơn á. Rồi thông số luôn em ơi. Dạ hoành là 33. Tổng bộ đế là 98. Chiều cao là 80. Tán ngang là 73. Dạ mã số 10 em báo giá là 2.200.000. Dạ, 2.200 mã em bao ship luôn ạ. À. Cúc họ hương vô nước bo hết ha cô chú anh chị, nếu mà thích cắt mấy bo ha. Dạ rồi mã số 11. Số 11 là cúc họ hương ghép mai tàn ha cô chú. Dạ, anh chị rồi một cây khôm tàn thông, tàn rất là ấm nha cô chú anh chị ha. Cái này về cũng siêu bo luôn thôi chú anh chị, lấy bo nhiều lắm nha. Ở chú đợi chú. Dạ. Đây bo ghép này ha cô chú anh chị ha. Dạ anh xin thông số luôn em ơi. Cái này đế con nằm dưới nha cô chú anh chị. Quanh 17. Cao là 135. Tán ngang là 104.
mã số 11 cúc họ Hương ghép mai tàng em báo giá là 2.700.000. Dạ, em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Tàng rất là ấm tàng ha. Rồi anh đổi luôn nha. Rồi mã số cúc, mã số 12 là mã cũng là cúc họ Hương ghép mai tàng luôn ha cô chú anh chị. Mấy cây này nó già bo, nó già lá quá cái này, cái quầm nó nhỏ nhưng mà cái tàng nó kín dày già bo nha cô chú anh chị. Đó, cái này ghép muốn liền chột luôn rồi ha. Nè cô chú anh chị xem nè, cái bo nó già lắm rồi, hơn một mùa nha cô chú anh chị. Về là bo cũng rất là nhiều bo nè cô chú anh chị nha. Quá trời nụ luôn cô chú anh chị. Dao hoành 14, cao là 119, tán ngang là 87. Mã số 12 cúc họ Hương em báo giá là 1.900.000. Dạ, em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Mã số 12 1.900.000 thôi cô chú anh chị ơi. Dạ, mã số 13 cũng là cúc họ Hương hết cô chú anh chị. Cái này có cái đế cũ ha. Phơm mai tàng là cô chú anh chị mình chơi thay đổi ha, lúc trước giờ mình chơi mai tàng zin, bây giờ mình chơi mai tàng cúc họ Hương hết cô chú anh chị. Bông rất là lâu tàn luôn ha, nhiều khi qua tới mùng 9, mùng 10 bông vẫn còn đẹp nha quý cô chú. Giá hoành là 16, chiều cao là 124, tán ngang là 86. Cô chú chị thấy nụ bông này còn y nguyên luôn ha. Về cô chú chị mình nhớ lặt xả lá ha. Cơn dạ, mã số 13 là... em báo cúc họ Hương ghép mai tàng em báo giá là 1.900.000. Dạ, em báo ship cho cô chú anh chị luôn. Chú anh chị ơi. Mình mua cây mã số 12, 13 mình chơi ăn cặp luôn ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ rồi, cái cây mã số 14. 14 là cúc họ Hương ghép mai tàng luôn ha cô chú anh chị. Đó, mình đợi kính tàng là ra được cũng một cây thông ha. Vừa chơi bông mà vừa siêu bo luôn cô chú anh chị. Lấy bo thả ra luôn. Đó, trong năm mà mình có gặp được cái phôi nào ưng ý ha, thì lúc nào mình cũng có bo để mình ghép hết ha. Giá hoành là 16, chiều cao là 122, tán ngang là 78. Dạ, mã số 14 cúc họ Hương em báo giá là 2.400.000. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Dạ, cây này cũng là cây cuối clip của em rồi. Mong cô chú anh chị xem clip ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0939099607 ạ. Đó cũng là số kết bạn Zalo của em luôn. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau. Rồi, xin cảm ơn em luôn, xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem clip ha. Xin chúc cô chú anh chị các bạn ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình như quý cô chú anh chị. Mình kết thúc video ha.